Huy rất là mừng bởi vì rất là nhiều bạn trẻ tới để ủng hộ phim để tới để nói chuyện với Huy. Đó là điều vô cùng quý giá. Và có biết là cũng có nhiều bạn tới từ rất là xa để tới đây để nói chuyện thì là mình rất là cảm xúc, rất là cảm động về chuyện đó. Anh nghĩ là chỉ là những cái bước căn bản đầu tiên của một cái nghề, của một cái người muốn được làm phim. Nhưng mà tại vì ở đây là mọi người đang hướng vào cái cơ hội làm phim chuyên về một số những cái phương tiện truyền thông là phương tiện, chứ không có đi chuyên sâu vào một cái lĩnh vực giống như là đạo diễn hay biên kịch hay là quay phim. Thì đây giống như là một cái bước khởi đầu để cho các bạn định hướng được cái nghề nghiệp của các bạn theo đuổi một cái chuyên sâu. Thì mình nghĩ là cái khóa học nó đáp ứng được yêu cầu đó. Nghề làm phim trong tương lai nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa rất là nhiều. Bởi vì là mọi người cũng biết là điện ảnh là nó xuất phát từ kỹ thuật và nghệ thuật. Khi mà kỹ thuật nó càng phát triển thì nghệ thuật cũng sẽ phát triển theo. Và cái sự lan tỏa nó sẽ càng lớn hơn khi mà cái công nghệ 4.0 nó ra đời. Và sau này bắt là 5.0 nữa thì mọi người tập trung vào cái gì là tất cả những đó là sản phẩm về nghe và nhìn. Và nghe và nhìn nó sẽ càng ngày càng nổi tiếng hơn và rất là nhiều người phải biết về nó. Thì lúc đó điện ảnh gần như là cốt lõi của sản phẩm nghe và nhìn thì nó cũng sẽ phát triển theo. Huy nghĩ là lưu ý nhất là của một người là khi mà trước khi làm phim đó là chúng ta sẽ phải cố gắng làm một bộ phim đó với những cái người bạn của mình, những cái người cộng sự của mình, và mình phải tin vào những cái người cộng sự đó để cùng mình thực hiện cái bộ phim. Đừng nên làm một mình, tại vì khi làm một mình sẽ không tạo ra được một cái sức mạnh của tập thể. Nên rất là khó, có thể là cùng nhau làm thất bại một dự án đầu tiên, hai dự án đầu tiên thì rút kinh nghiệm, nhưng mà nó sẽ đi được đường dài. Còn nếu mà làm một mình thì chỉ có thể đi nhanh nhưng mà đường dài rất là khó. Các bạn nên sống hết với cái đam mê của mình. Bởi vì tuổi trẻ chỉ sống được một lần thôi. Nếu mà thật sự các bạn yêu điện ảnh, các bạn muốn làm phim thì các bạn phải theo đuổi nó, bất chấp là các bạn có bao nhiêu tiền trong túi. Cái chuyện mà kiếm tiền thì sau này kiếm cũng được, không cần phải kiếm bây giờ.